kể từ sau thông báo gửi đến binh sĩ hôm nay chúng ta sẽ tấn công nga ukraine liên tục bao mỏng lớp giáp phòng thủ kiên cố của điện kremlin thậm chí khí đã tung ra những chiến binh thiện chiến từng tham gia một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở tiền tuyến đáng chú ý rộ tin chuyên gia anh dạy lính khí tấn công vùng kars thảm họa cần kề ukraine để lộ kế hoạch tấn công hạt nhân vào lãnh thổ nga tuy nhiên moscow tung bằng chứng khẳng định quân ukraine đầu hàng hàng loạt thậm chí binh sĩ phải cải trang thành thường dân để rời khỏi xứ Bạch Dương. Đến lúc này, chiến dịch sinh tử trên đất Nga liệu có khiến Kyiv đau đớn? Binh sĩ Ukraine có đang dao động và cố thoát khỏi bãi miền ở nước láng giềng? Diễn biến khác, Trung Đông tiếp tục chìm trong bất ổn tột độ, rùng mình với thành phố tên lửa ngầm của Hezbollah. Israel khẩn cấp dục Anh, Pháp cùng Mỹ phát động tấn công Iran. Tất cả sẽ có trong chương trình tin quốc tế. Ngọc Quốc chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Ukraine đang tiếp tục đà tiến công như vũ bão, cày nát lãnh thổ Kurs của Nga sau gần 10 ngày phát động chiến dịch được ví như bước ngoặt lịch sử của xung đột. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên đã nổ ra như thế nào? Những giờ đầu lính Ukraine đặt chân lên đất Nga cam go ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những thước phim vừa được công bố ngay sau đây. Ngày 16 tháng 8, quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố đoạn phim ghi lại toàn cảnh cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kurs của Nga vào rạng sáng ngày 6 tháng 8. Ra phá bom mình, xuyên thủng phòng tuyến và xâm nhập biên giới kẻ địch bằng không kích, pháo binh, bắt giữ tù nhân. Đó là những gì lính Ukraine đã mô tả về chiến dịch sinh tử của họ. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine còn công bố đoạn video kết hợp cảnh quay bằng máy bay không người lái với các bản ghi âm do đội lính dù Ukraine thực hiện. Trong đoạn video, có thể nhìn thấy binh lính, xe tăng và xe bọc thép Ukraine tiến vào tỉnh Kurs, tiêu diệt hoặc bắt giữ lực lượng Nga, gỡ bỏ lá cờ Nga và dơ cao biểu ngữ của lính dù Ukraine. Nhờ vào kế hoạch chuẩn bị cẩn thận, áp dụng yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và bảo mật về thông tin, trận chiến đã đem lại kết quả quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một số chuyên gia cho rằng, Ukraine đã thành công trong chiến thuật tấn công tại tỉnh Kursk, với kế hoạch sử dụng hiệu quả vũ khí kết hợp cụ thể là xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái. Sau 10 ngày triển khai chiến dịch chưa từng có tiền lệ, Kiev tuyên bố đã kiểm soát được 1.150 km vùng lãnh thổ của Nga và 82 khu định cư, bao gồm thị trấn Sudha. Tuy nhiên, chính quyền Kiev khẳng định không có kế hoạch chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà chỉ nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng người dân Ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới và chuyển hướng quân tiếp viện của Moscow. Đáng chú ý, tờ The Times đưa tin, lực lượng binh sĩ Ukraine đang tham gia tấn công vào vùng Kursk của Nga đã được các chuyên gia quân sự Anh huấn luyện trong vài tuần trước khi được nhận nhiệm vụ đột kích bất ngờ lãnh thổ xứ Bạch Dương. Tờ Báo Anh tuyên bố trong một bài viết hôm 16 tháng 8, lực lượng Kyiv đã sử dụng các máy bay chiến đấu thiện chiến nhất mà Ukraine sở hữu được điều động từ các khu vực khác ngoài tiền tuyến chia sẻ với tờ The Times, một binh sĩ Ukraine đang điều trị vết thương do cuộc đụng độ ở thị trấn biên giới Sudha của Nga cho biết. Đơn vị của anh ta đang bảo vệ Vochansk ở vùng Kharkov của Ukraine thì được thông báo hôm nay chúng ta sẽ tấn công Nga. Theo bài báo, các thành viên của đội này đều là những chiến binh thiện chiến trong chiến đấu đô thị, từng tham gia vào một trong số những trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột bao gồm các cuộc chiến giành lại khu định cư chiến lược Adivka ở Donetsk, nơi quân đội Ukraine được cho đã đầu hàng hồi tháng 2 năm nay. The Times cho rằng, một tháng trước khi được điều động đến Kursk, một số thành viên trong đơn vị đã được gửi đến Anh để tham gia khóa huấn luyện ngắn hạn cùng binh lính Anh. Theo bài viết, trọng tâm chính của khóa đào tạo này là huấn luyện tấn công và các tòa nhà cao tầng. Thưa quý vị, giới chức phương Tây đã ca ngợi và lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công vào vùng Kursk, nhưng phủ nhận liên quan tới chiến dịch này của Ukraine. Tuy nhiên, theo tiết lộ vào đầu tuần này của ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky, các lực lượng đồng minh đã có những cuộc thảo luận không công khai về cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là cựu thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev hôm 16 tháng 8 nói với tờ Investia, cuộc tấn công của Kyiv được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Ông Patrushev khẳng định chính Mỹ và các đồng minh đã cho phép Ukraine, trong khi các nước NATO đã cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự và cung cấp thông tin tình báo liên tục cho Kiev. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 8 cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, Ukraine đã mất tới 2.860 quân nhân và hàng trăm đơn vị khí tài quân sự, bao gồm 41 xe tăng, 40 thiết giáp quân vận và 3 bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến đáng quan ngại, hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn thông tin từ các cơ quan an ninh Nga cho biết, Ukraine đang cân nhắc lên kế hoạch tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia bằng bom chứa phóng xạ. Phóng viên chiến trường Marat Khairulin cũng cho rằng, Ukraine có thể đang lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân. Hành động này được cho là một bước đi cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây ra thảm họa, gây rủi ro không chỉ cho khu vực chiến sự mà còn cho khu vực xung quanh, bao gồm các khu dân cư đông đúc và khu vực tự nhiên. Bom bẩn là loại bom thông thường có chứa vật liệu phóng xạ, có thể gây ô nhiễm diện rộng và làm tổn hại nghiêm trọng đến dân thường. Theo nguồn tin này, cuộc tấn công có thể được thực hiện như một nỗ lực khác của lực lượng Ukraine để đột phá từ Klowkoff về hướng Rylsk. Điều đáng lo ngại là có thông tin cho rằng các đầu đạn đặc biệt cho hoạt động này đã được chuyển đến thành phố Zitievody thuộc vùng Dnepropetrov, nơi thuộc quản lý của một cơ sở công nghiệp chuyên khai thác và chế biến đầu đạn chiến lược. Điện Kremlin lẫn Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này. Một diễn biến bất ngờ, thưa quý vị, kênh Telegram Management z -Curs của Nga đưa tin, gần như toàn bộ tiểu đoàn từ lữ đoàn 24 của Ukraine đã tiến sát vị trí của quân đội Nga tại khu vực Kurs, Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị Ukraine được cho là đã liên lạc với lực lượng Moscow và yêu cầu được mở hành lang an toàn để rút lui. Video được đăng tải kèm theo cho thấy nhóm 24 binh sĩ Ukraine đầu tiên đã bước ra đầu hàng. Theo truyền thông Nga, ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine quyết định ngừng kháng cự và đầu hàng quân đội Nga ở vùng Kursk. Ngoài ra, kênh này kêu gọi những người lính Ukraine khác noi gương đồng đội của họ để tránh phải hy sinh vô nghĩa trên chiến trường báo cáo về tình hình chiến trường của các bên giao tranh hiện chưa thể kiểm chứng. Tuy nhiên, theo trang Avia Pro của Nga, thông tin về việc lực lượng khí đầu hàng hàng loạt đã cho thấy tình hình nghiêm trọng mà lực lượng Ukraine ở tuyến đầu đang phải đối mặt. Trong khi đó, theo thông tin do chuyên gia quân sự Nga Yuri Podolianka cung cấp, tình hình theo hướng Kursk bao phủ khu vực từ Korenevo đến Sudha vẫn không có thay đổi đáng kể. Theo ông, Ukraine có thể đang tái tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở các khu vực khác trên mặt trận. Điều này tạo ra một cơ hội tạm thời cho quân đội Nga, giúp họ tận dụng thời gian này để quét sạch các nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine khỏi khu vực chiến đấu giữa các khu định cư Kautschuk và Progrebki. Tuy nhiên, các hoạt động dọn dẹp vẫn chưa hoàn tất và còn quá sớm để khẳng định rằng mối đe dọa từ các nhóm cơ động của đối phương đã được loại bỏ hoàn toàn. Những nhóm này hiện đang ẩn náu trong rừng và vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của quyền kiểm soát Nga tại khu vực. Ngoài ra, ông Yuri Podolyak còn cho rằng, các khu vực quan trọng như Cherkasy, Ruskoy, Poreknoy và Martinovka, tình hình hiện vẫn ổn định và không có gì thay đổi đáng kể. Điều này cho thấy Ukraine có thể đang tập trung vào việc tổ chức lại lực lượng và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới, và có thể sẽ có thêm các hoạt động thù địch trong thời gian tới. Chuyên, chuyên lại đó, binh lính Ukraine từ các lữ đoàn số 80, 82 và 154 được cho là đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế, bắt đầu cải trang thành cư dân địa phương để cố gắng rời khỏi khu vực Kursk, dưới vỏ bọc là dân thường. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Nga, cảnh sát đã ghi nhận ít nhất 40 vụ trộm xe từ các khu định cư biên giới vùng Kursk. Tình hình ở mặt trận đối với các đơn vị ngày càng trở nên nghiêm trọng do thiếu dự trữ, đạn dược và nhiên liệu, những người lính Ukraine dường như nắm được tình hình bị bao vây, đã chọn phương pháp trốn thoát duy nhất là trà trộn trong dân chúng địa phương. Tuy nhiên, quân đội Nga đang tích cực ngăn chặn những nỗ lực này. Theo thông tin từ các nguồn tin quân sự, binh lính Nga đã bắt giữ ít nhất 10 binh sĩ Ukraine khi họ cố gắng tiếp cận biên giới trong trang phục thường dân. Những người lính này đã lợi dụng tình hình khó khăn để tìm cách trốn thoát khỏi khu vực chiến sự mà không bị phát hiện. Đáng nói, quân đoàn tự do Nga, lực lượng đã hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc chiến, hôm 16 tháng 8 đã kêu gọi binh sĩ Moscow đầu hàng hoặc đổi phe để chiến đấu vì tương lai tốt đẹp hơn của nước Nga. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các ước tính gần đây cho thấy, có từ vài trăm đến hai 000 binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh trong đợt tấn công của Ukraine. Theo Kiev Independent, mặc dù quân đoàn tự do Nga là một đơn vị gồm những người Nga chiến đấu bên phía Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ tham gia vào cuộc xâm nhập lần này. Dù trước đó họ đã thực hiện các cuộc tấn công nhỏ qua biên giới trong năm nay và năm 2023. Trong tuyên bố của mình, quân đoàn không nhắc đến cuộc xâm nhập Kursk. Tuyên bố của họ trên Telegram viết, Các chính trị viên của các bạn ngồi ở hậu phương an toàn, bảo các bạn không được đầu hàng mà hãy tự nổ tung bằng lựu đạn của mình. Tuy nhiên, hàng trăm binh sĩ Nga đã phất lờ mệnh lệnh tàn nhẫn này, chọn sống thay vì chết vì một chiếc hôn chương cho một đại tá hay một ngôi biệt thự mới cho Gerasimov. Nhân vật họ nhắc đến là Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov. Quân đoàn cũng kêu gọi các binh sĩ Nga đầu hàng quân đội Ukraine như những đồng đội của họ đã làm. Những ai muốn tiếp tục chiến đấu vì tương lai tốt đẹp hơn của Nga được mời gia nhập đơn vị này. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ hơn 100 binh sĩ Nga và Chechnya chỉ trong một ngày ở tỉnh Kursk vào ngày 14 tháng 8. Đây là số lượng binh sĩ Nga bị Ukraine bắt nhiều nhất trong một lần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng hàng trăm binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh vào ngày 13 tháng 8. Trong khi một đại tá Ukraine giấu tên cho rằng con số này có thể lên đến 2.000. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16 tháng 8 tuyên bố những tổn thất nặng nề mà Nga đang hứng chịu sau màn giao tranh nảy lửa tại vùng Kursk mang lại nhiều lợi ích cho công tác phòng thủ của Ukraine. Trong cuộc họp qua video với Tổng thống Zelensky vào tối ngày 16 tháng 8, Tổng tư lệnh Oleksandr Sisky đã báo cáo về tình hình chiến đấu ở khu vực Malaya-Lokhania, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km Ông hy vọng cuộc chiến tại đây sẽ giúp quân đội Kiev bắt giữ thêm nhiều tù binh Nga. Các quan chức Ukraine khẳng định quân đội nước này đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc này sẽ đẩy nhanh tiến trình trao đổi các chiến binh Kiev bị Moscow bắt giữ. Cũng trong cuộc họp video vào tối ngày 16 tháng 8, Tổng thống Ukraine tuyên bố, quân Nga đang chịu tổn thất lớn và điều này có lợi cho phòng thủ của Ukraine. Lực lượng Kiev đang phá hủy hậu cần của quân đội Nga và làm cạn kiệt nguồn dự trữ của họ. Ukraine phải gây thiệt hại tối đa cho tất cả các khu vực của Nga, và chúng ta đang làm rất tốt điều đó. Bên cạnh đó, tướng Oleksandr Sitsky cũng thảo luận về nỗ lực phòng thủ của Ukraine trên các mặt trận Pokrov và Toretsk. Dẫu vậy, tờ Washington Post đề tin, khi Ukraine triển khai chiến dịch tấn công song song vùng Belgorod và vùng Kursk của Nga, họ cũng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Trích dẫn thông tin từ những binh lính Ukraine bị thương đã được sơ tán về vùng Sumy ở quê nhà. Tờ báo Mỹ cho biết, do tranh đang diễn ra ác liệt trên biên giới ở vùng Belgorod. Một trong các binh sĩ tiết lộ, cuộc tấn công vào Belgorod đã bắt đầu 4 ngày trước với sự hỗ trợ của một đội xe bọc thép liên tục cơ động vào ban ngày, đồng thời mô tả đây là một hoạt động điên rồ. Cũng theo người lính này, Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần cửa khẩu biên giới Kolotilovka-Pokrovka Tuy nhiên, không giống như ở vùng Kursk, nơi quân đội Kyiv đã đạt được một số thành quả, lực lượng Nga ở Belgorod đã đẩy lùi cuộc xâm nhập. Binh sĩ Ukraine tiết lộ, khu vực này được phòng thủ kiên cố bằng hàng rào chống tăng răng rồng và được rải rất nhiều mình. Ngay khi họ tiến gần đến biên giới, quân đội Kyiv đã bị pháo binh, máy bay không người lái và bom trên không của Nga tấn công dữ dội. Toàn bộ đội quân của tôi đều bị thương ngay trong ngày chúng ập vào vùng lãnh thổ Nga, nhiều binh sĩ Ukraine bị thương nặng, thậm chí một số đã tử trận. Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay chỉ báo cáo về các hành động của mình và tổn thất của Ukraine tại vùng Kursk và chưa xác nhận bất kỳ cuộc giao tranh nào ở vùng Belgorod. Trước đó, vào hôm 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại vùng Belgorod. Quan chức Nga cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng hư hại đã ghi nhận về thương vong của thường dân. Luật video được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 16 tháng 8 cũng cho thấy, các tên lửa của nước này đã phá hủy hai khẩu đội hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một hệ thống IRIST của Đức tại hai khu vực của Ukraine. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã gửi một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tới Ukraine, sau khi tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây giúp Kyiv đối phó với các cuộc không kích của Nga, một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 16 tháng 8 cho thấy hai khẩu đội Patriot và một trạm radar AN-MPQ 65 được quân đội Ukraine tập kết trên một cánh đồng gần Lyubimovka ở tỉnh Dnipropetrovsk. Khu vực này sau đó bị lực lượng Nga tấn công bằng tên lửa Iskander-M gắn đầu đạn chùm, khiến trạm radar phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả hai khẩu đội đều bị phá hủy hoàn toàn. Video thứ hai được ghi lại gần Zelobov, cũng thuộc Dnepropetrovsk, cho thấy ba khẩu đội Patriot và một radar AN-MPQ-65 của Ukraine đang phóng hai tên lửa trước khi bị Nga tấn công bằng tên lửa Iskander gắn đạn chùm. Radar và hai khẩu đội Patriot đã bị phá hủy. Video thứ ba cho thấy một bệ phóng IRIS-T do Đức sản xuất và một xe radar TRLM-4D hoạt động gần thị trấn Senoi ở tỉnh Sumy của Ukraine. Các khí tài này sau đó cũng bị tên lửa Iskander-M của lực lượng Nga bắn trúng. Hình ảnh về cả ba cuộc tấn công được máy bay không người lái trinh sát của Nga ghi lại. Được phát triển bởi Raytheon, hệ thống Patriot được quảng cáo là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất ở phương Tây kể từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991 khi nó được cho là đã bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iraq. Theo thông số kỹ thuật được giới chức quốc phòng Mỹ công bố, Patriot có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 160 km và độ cao lên tới 24 km. Một tổ hợp Patriot thông thường bao gồm một vài bể phóng, một xe radar và một xe tải cấp điện. Mỗi tổ hợp này được vận hành bởi tối đa 90 quân nhân. Thưa quý vị, trang tin tức Topco của Nga đưa tin, diễn biến các hoạt động quân sự của Ukraine có liên hệ mật thiết với những gì đang diễn ra ở Washington. Theo các nguồn tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ thị quân đội giữ các vị trí ở vùng Kursk của Nga bằng mọi giá, cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Chính quyền hiện tại của Ukraine đang phụ thuộc tài chính và đảng Dân Chủ ở Mỹ. Vì vậy, cả Kiev và Washington đều có lý do để duy trì sự hiện diện của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga. Nếu Moscow phản công thành công, uy tín của ông Zelensky sẽ bị tổn hại, đồng thời làm giảm mức độ ủng hộ chính trị mà các nhà tài trợ ở Mỹ đang có. Mặc dù chính quyền Ukraine liên tục công bố đạt được thắng lợi trên đất Nga, nhưng ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề tại Kursk, dẫn đến sự bất mãn trong công chúng và các gia đình các binh sĩ. Nhiều quân nhân Ukraine đã bị bắt làm tù binh hoặc mất tích. Các blogger địa phương đã chỉ trích chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine vào các khu vực của Nga, cho rằng việc điều động lực lượng dự bị tới Kursk đang làm suy yếu khả năng phòng thủ của các đơn vị Ukraine tại Donbass. Do đó, không thể loại trừ khả năng xuất hiện các cuộc biểu tình trong nước ở Ukraine, khi người dân ngày càng mệt mỏi với các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế đang trở nên trầm trọng hơn. Liên quan tình hình Trung Đông, thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Su-35, máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga, chính thức được triển khai đến Iran. Tuy nhiên, đã có nhiều đồng đoán và báo cáo về khả năng này trong bối cảnh Nga và Iran đang liên tục thảo luận về hợp tác quân sự. Nhà báo Iran Khayyan Muazin cho biết, máy bay vận tải An-124 của Nga đã quay lại Tehran. Lần trước, những máy bay này đã vận chuyển máy bay huấn luyện Yak-130 và một lô máy bay không người lái tấn công cho Iran. được chuyển giao mới này dấy lên kỳ vọng rằng những máy bay chiến đấu Su-35 có thể sẽ được chuyển giao cho Iran lần này Mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này, AN-124 còn được gọi là Ruslan, một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới, có khả năng chở hàng hóa quan trọng trên những quãng đường dài. Việc sử dụng phương tiện để vận chuyển thiết bị quân sự cho thấy tầm quan trọng và quy mô của những lô hàng này. Theo nguồn tin, việc chuyển giao máy bay huấn luyện do 130 trước đây đã được xem là một bước quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh quân sự của Iran. Do đó, thông tin chuyển giao Su-35 được xem là động thái củng cố sức mạnh không quân của Iran. Điều này làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng quốc tế cũng như các quốc gia láng giềng. Su-35 của Nga với công nghệ chiến đấu tiên tiến và khả năng cơ động vượt trội, được xem là một tài sản chiến lược quan trọng, tạo nên một sức mạnh quân sự đáng gồm. Đáng chú ý, Đại sứ quán Iran tại Beirut mới đây đã công khai tiết lộ về các cơ sở tên lửa ngầm của Hezbollah. Tehran còn nhấn mạnh, trong tiếng Ba Tư, Chúng tôi gọi các cơ sở này là thành phố tên lửa. Đại sứ quán Iran tuyên bố, những thành phố này tồn tại trên khắp Iran và gây ra nỗi sợ hãi trong lòng kẻ thù. Theo IRNA, lực lượng Hezbollah của Liban đã lần đầu tiên công bố video về thành phố tên lửa ngầm của họ vào ngày 16 tháng 8. Al-Mayadin cũng tuyên bố, cơ sở này không chỉ được xây dựng một cách bí mật và ngụy trang, mà còn đủ sức mạnh để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù. Đoạn video cũng trình bày cảnh báo của Syed Hassan Nasrallah, tổng thư ký nhóm Hezbollah ở Liban, bằng tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Anh. Trong video, ông cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh trong tương lai và nhấn mạnh lực lượng dân quân Iran có thể sẽ nhắm mục tiêu toàn bộ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass hôm 16 tháng 8 cho biết, Tel Aviv hy vọng Anh, Pháp và các đồng minh khác của Mỹ sẽ cùng tham gia hành động quân sự chống lại Iran trong trường hợp Tehran phát động tấn công trả đũa. Theo Times of Israel, Ngoại trưởng Kass đã đưa ra thông điệp này khi ông gặp những người đồng cấp Anh và Pháp khi họ đang có chuyến công du chung tới Israel. Điều này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực gia tăng các cuộc đàm phán để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Israel lo ngại rằng Iran và nhóm Hezbollah ở Liban có thể tấn công nước này để trả thù cho cái chết của các lãnh đạo nhóm phiến quân vào tháng trước. Theo tuyên bố từ văn phòng của ông Kass, sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Anh David Lamy và Ngoại trưởng Pháp Stefan Séjourné, quan chức Israel nhấn mạnh, Tel Aviv không thể không đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào mình. Do đó, quốc gia Trung Đông này kỳ vọng Pháp và Anh cũng khai khẳng định với Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel đều không thể chấp nhận và nếu Iran tấn công, Liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu sẽ không chỉ hỗ trợ Israel trong phòng thủ, mà còn tham gia các cuộc tấn công vào các mục tiêu quan trọng ở Iran. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Israel cũng gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo nước đồng minh vì đã ủng hộ Israel, đồng thời tuyên bố cách đúng đắn để ngăn chặn Iran và chiến tranh toàn diện là gửi đến Iran một thông điệp rằng nếu Tehran tấn công, Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ sát cánh cùng Israel trong mọi mặt, kể cả cùng tấn công đáp trả. Bộ trưởng Bộ Chiến lược John Dermer của Israel được cho là cũng tham dự cuộc họp này. Anh và Pháp đều là một phần của liên minh quốc tế giúp bảo vệ Tel Aviv khi Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel hồi giữa tháng 4. Tuy nhiên, việc thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định rằng Israel sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công vào Iran được cho là đã làm gia tăng căng thẳng giữa Tel Aviv và các lãnh đạo phương Tây. Do các nước này lo ngại rằng hành động trả đũa có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện, Tiếp tục cập nhật tình hình giao tranh, thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF sáng nay, ngày 17 tháng 8, xác nhận đã thực hiện một cuộc không kích gần Nabatieh, miền Nam Liban. Mục tiêu của không quân Israel là kho vũ khí và một tòa nhà quân sự thuộc nhóm Hezbollah. Cụ thể, IDF cho biết các máy bay, bay chiến đấu đã tấn công các tòa nhà quân sự của Hezbollah ở khu vực Hanin và Marun Andras ở miền Nam Liban và một kho vũ khí ở khu vực Nabatieh. IDF cũng khẳng định họ đã nã pháo vào các khu vực Ramis, Lavona, Kfashuba và Aita Ansaf ở khu vực này. Ngoài ra, IDF cho biết máy bay chiến đấu đã tấn công các tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở Hanieh và Maro Andras, cũng ở miền nam Liban. Theo truyền thông Liban, có 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, hãng thông tấn NNA của Liban sau đó đã cập nhật số người thiệt mạng lên đến 10 người và 4 người bị thương. NNA cho biết, tất cả các nạn nhân đều là công dân Syria, và con số thương vong cuối cùng của cuộc không kích sẽ được công bố sau khi tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân. Về tình hình Gaza, một quan chức cấp cao của Hamas chia sẻ với Newsweek, Nhà Trắng đang cố tình vẽ một bức tranh quá tích cực về các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng trong khu vực trước thêm bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Phát ngôn viên Bashem Neem, đồng thời là cựu bộ trưởng y tế của Hamas nhận định, chiến thuật của Washington dựa trên hai mục tiêu. Đầu tiên là làm dịu tình hình khu vực, và thứ hai là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vì lý do nội bộ liên quan đến cuộc bầu cử. Những bình luận này được đưa ra khi chính quyền tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy một bước đột phá trong cuộc đàm phán ngừng bắn Israel-Hamas vốn bị đình trệ từ lâu. Phát biểu trước các phóng viên, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với Iran nếu nước này tung đòn trả thù Israel. Mặt khác, quan chức này cũng lạc quan về vòng đàm phán Gaza mới nhất tại Doha, Qatar, đồng thời khẳng định mục tiêu là phải đạt được thỏa thuận trong tuần tới. Thỏa thuận này bao gồm một lệnh ngừng bắn trong 6 tuần, hoạt động trao đổi tù nhân, tăng cường vị trợ nhân đạo cho Gaza và rút quân Israel khỏi các khu vực đông dân cư của Palestine. Các giai đoạn tiếp theo sẽ dẫn đến kết quả chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, giải phóng con tin và tái thiết Gaza. Tuy nhiên, đại diện của Israel và Hamas đã đưa ra chi tiết mâu thuẫn về nội dung thỏa thuận, đồng thời cáo buộc nhau cản trở tiến trình. Trong khi đó, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn trên khắp Gaza. Các quan chức Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giao tranh cho đến khi tất cả con tin được giải thoát và Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Giữa lúc này, một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden xác nhận cả Israel lẫn Hamas đều đã cân nhắc về đề xuất của Mỹ và cố gắng thu hẹp khoảng cách để tiến tới một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, các phái đoàn Qatar và Ai Cập cho biết, Hamas lại bày tỏ phản ứng tiêu cực hơn nhiều. Newsweek trích dẫn một tuyên bố từ nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn cho biết. Nhóm này đã được các nhà trung gian thông báo về kết quả đàm phán và đề xuất mới của Mỹ, nhưng điều này chỉ đủ để đáp ứng các điều kiện của Israel. Hamas khẳng định cam kết với những gì đã đồng ý vào ngày 2 tháng 7, kêu gọi các nhà trung gian gây áp lực lên Israel để thực hiện thỏa thuận. Trong khi đó, Israel đánh giá cao nỗ lực của Mỹ và các nhà trung gian trong việc thuyết phục Hamas đồng ý giải phóng con tin. Văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các nhà trung gian biết rõ những nguyên tắc cốt lõi của Israel. Vì vậy, Tel Aviv hy vọng áp lực sẽ khiến Hamas chấp nhận các nguyên tắc để thực hiện thỏa thuận xung đột và mối đe dọa bất ổn trên khắp trung đông cũng đã trở thành vấn đề chính sách đối ngoại hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới cựu tổng thống mỹ donald trump đã chỉ trích cách xử lý xung đột của ông biden và khẳng định hamas sẽ không bao giờ tấn công israel nếu ông tại vị ở diễn biến khác, thưa quý vị, nhà lập pháp đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Michael McCaul cho biết, việc Úc và Mỹ cùng sản xuất tên lửa siêu thanh có thể làm giảm căng thẳng cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ, nhưng vẫn tăng cường khả năng răng đe ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Reuters ngày 16 tháng 8 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael McCaul nhận định việc hợp tác với Úc sản xuất vũ khí tiên tiến là một ví dụ về cách cấp phép hợp lý cho ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ vốn nhiều yếu tố nhạy cảm. Theo đó, việc miễn trừ giấy phép đối với 70% hàng xuất khẩu quốc phòng sang Úc từ ngày 1 tháng 9 sẽ giúp Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc trong hoạt động phát triển vũ khí tiên tiến. Các tên lửa siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển nhanh hơn 5 lần so với âm thanh đã được Trung Quốc thử nghiệm vào năm 2021, thúc đẩy cuộc chạy đua công nghệ với Hoa Kỳ. Gần đây, việc Nga sử dụng công nghệ này trong cuộc chiến với Ukraine đã làm dấy lên mối lo ngại trong số các thành viên của NATO. Chủ tịch Michael Marcus cho biết, một vũ khí siêu thanh của Trung Quốc có thể tấn công Úc trong vài phút và Úc không thể ngăn chặn điều đó ngay bây giờ. Vì vậy, chúng ta phải khắc phục nhược điểm này. Ông kể lại, tôi vừa mới đến một công ty siêu thanh ngày hôm qua và chúng tôi muốn tiến tới hợp tác sản xuất. Công việc đã bắt đầu và điều thú vị là Mỹ cũng được giảm bớt áp lực đối với ngành công nghiệp quốc phòng. Theo Reuters, Úc đang thử nghiệm tên lửa hành trình tấn công siêu thanh HACM với Hoa Kỳ đây cũng là vũ khí mà Úc ưu tiên kết hợp với máy bay chiến đấu. Chủ tịch Macron cũng cho biết, chuyến thăm của ông đến Úc tập trung vào mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và anh với Úc. Theo đó, các thỏa thuận đang hướng đến việc chuyển giao tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc cũng như phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến khác. Nhận xét về AUKUS, ông Macron cho biết, việc luân chuyển tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ qua Úc theo AUKUS là một yếu tố tạo ra sức mạnh gian đe trong khu vực nơi Philippines đang chịu áp lực từ Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Macron giải thích, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ lo sợ Liên minh AUKUS hơn bất cứ tổ chức nào. Bắc Kinh hiểu rằng với mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên, tàu ngầm hạt nhân với công nghệ tiên tiến của Mỹ sẽ được luân chuyển trong khu vực. Về phía Trung Quốc, trong thông báo tuần này, chính quyền Bắc Kinh cho rằng AUKUS đang gây hại đến hòa bình và an ninh cho khu vực. AUKUS cũng đang làm trầm trọng thêm cuộc chạy đùa vũ trang. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, trợ lý tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đang thực hiện các biện pháp nhằm tước đoạt quyền tiếp cận của Moscow với biển Baltic. Ông Nikolai Patrushev, cựu thư ký Hội đồng Bảo an và là trợ lý của Tổng thống Nga, chuyên phụ trách các chính sách hàng hải quốc gia, nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia ngày 15 tháng 8 rằng các nước phương Tây đang tìm cách tước quyền tiếp cận biển Baltic của Nga và biến nơi này thành biển nội địa của NATO. Theo ông, phương Tây đang sử dụng các thành viên của NATO như Thụy Điển và Phần Lan để đạt được mục tiêu này. Bên cạnh đó, các nước phương Tây đang tích cực thực hiện chiến lược hạn chế Nga ở Biển Đen, nơi các thành viên NATO đang chuẩn bị tăng cường sự hiện diện của họ, vi phạm Công ước Montreux, trợ lý Tổng thống Nga nói thêm. Theo quan chức Điện Kremlin, trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng trên toàn thế giới, Mỹ và các đồng minh đang phức lờ hoặc cố gắng điều chỉnh các hiệp định quốc tế để hợp pháp hóa hành vi của mình. Tình hình bầu cử Mỹ tiếp tục có những tin tiết hấp dẫn. TASS dẫn nguồn từ đài RSBN của Mỹ đưa tin, Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây hứa hẹn rằng sẽ cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Cụ thể ông Trump nói: "Tôi tin tưởng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Tuy nhiên điều quan trọng là Trung Quốc phải thực sự thành thật. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tận dụng lợi thế từ chúng ta giống như bất kỳ quốc gia nào khác." Cựu tổng thống Mỹ cho rằng để cải thiện quan hệ, Mỹ cần phải giành được sự tôn trọng từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại Trung Quốc không hề tôn trọng Phó tổng thống Kamala Harris hay Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ông Trump nhận xét. Trước đó ứng viên Đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh rằng Washington không nên để lợi ích của Nga và Trung Quốc xung đột với nhau. Theo ông Mỹ cần một tổng thống thông minh có thể đối phó hiệu quả với cả Liên bang Nga và Trung Quốc. Ông tin rằng chỉ khi có một lãnh đạo như vậy Mỹ mới có thể bảo vệ mình trước những mối đe dọa từ hai quốc gia này. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ đã chính thức khởi động cuộc điều tra về ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, thống đốc Tim Walz, nhắm vào mối quan hệ cá nhân của ông với Trung Quốc nhằm khai thác điểm yếu chính trị trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Khi công bố cuộc điều tra, ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, đã trích dẫn các báo cáo nêu bật mối quan hệ lâu dài của thống đốc Minnesota với các thực thể và quan chức Trung Quốc đảng viên Cộng hòa Kentucky đã viết thư cho giám đốc FBI Christopher Gray. Yêu cầu FBI cung cấp thông tin về các tổ chức và quan chức có liên quan đến Bắc Kinh mà ông Walz có thể đã tham gia và hợp tác. Trong một tuyên bố của ủy ban, ông Comer cho rằng, thống đốc Tim Walz có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc và từng là nghiên cứu sinh tại một tổ chức ở Macau. Được biết, ông Walz cũng từng dạy học tại Trung Quốc vào cuối những năm 1980 đồng thời tổ chức các chuyến giao lưu tại Trung Quốc cho học sinh của ông. Đảng Cộng hòa cũng đã đặt nghi vấn về việc ông Wells tham gia sự kiện của Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Mỹ-Trung Quốc năm 2019, cũng như muốn làm rõ mục đích các chuyến thăm Trung Quốc của Thống đốc bang Minnesota. Ông Comer cho biết, FBI đã cảnh báo về việc các nhân vật chính trị Mỹ có thể bị nhắm mục tiêu hoặc được Trung Quốc tuyển dụng, đồng thời khẳng định, người dân mỹ cần hiểu rõ về mối quan hệ sâu sắc giữa thống đốc world và bắc kinh tuy nhiên người phát ngôn của thống đốc Tim world ông Teddy Chan, đã phản bác những cáo buộc này ông nói với tạp chí newsweek trong suốt sự nghiệp của mình thống đốc world đã đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ và luôn đặt nước mỹ lên hàng đầu ngoài ra ông T. Chan còn nhấn mạnh đảng cộng hòa đang bóp méo sự thật để đánh lạc hướng dư luận và làm tổn hại danh dự thống đốc bang minnesota một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hôm nay, ngày 17 tháng 8 cho biết, lãnh đạo nước này cùng Mỹ và Nhật Bản sẽ công bố một tuyên bố chung vào cuối tuần này để kỷ niệm một năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại trại David. Hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức tại trại David, bằng Maryland của Mỹ vào tháng 8 năm ngoái, có sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Yun, Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Được biết, hội nghị đã đạt được một loạt các thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường hợp tác giữa ba nước. Theo John Hatt, Tuyên bố chung dự kiến được công bố vào ngày 19 tháng 8 sẽ kỷ niệm một năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử, đồng thời tìm kiếm các giải pháp để duy trì và ổn định hệ thống hợp tác ba bên. Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc tuyên bố, Chúng tôi đang chuẩn bị một tuyên bố chung, nêu rõ mục đích sáng lập khuôn khổ hợp tác trại David, những thành tựu trong năm qua và mối quan tâm chung về hợp tác trong tương lai. Thỏa thuận này được đưa ra trong thời kỳ chuyển giao chính trị, khi thủ tướng Nhật Bản Kishida tuyên bố sẽ từ chức vào tháng tới và tổng thống Mỹ Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sắp diễn ra. Tuy nhiên, tuyên bố chung được cho vẫn sẽ nhấn mạnh cam kết hợp tác không ngừng giữa ba quốc gia. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng dự kiến nêu rõ sự ủng hộ của ba bên đối với học thuyết thống nhất mới của tổng thống Yoon, được công bố trong bài phát biểu nhân ngày giải phóng hôm 15 tháng 8. Học thuyết mới này cập nhật tầm nhìn thống nhất trước đó do chính quyền của cựu tổng thống Kim Jong-sam đưa ra vào năm 1994. Ngoài ra, một hội nghị thượng đỉnh ba bên khác dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Một số người suy đoán hội nghị này có thể được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp đa phương quốc tế vào tháng 10 tới, nơi các nhà lãnh đạo của ba nước có thể gặp lại nhau. Thời gian và chi tiết của hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vẫn đang được thảo luận và chưa đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào dù vậy đầu tuần này bà Mira Rapp-Hopper, giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia cũng ám chỉ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo ba bên khác trước cuối năm nay. <laughs> Truyền thông nhà nước Triều Tiên vào hôm nay, ngày 17 tháng 8, đưa tin chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự một lớp học biểu diễn dành cho trẻ em tại các vùng bị lũ lụt nhằm thể hiện sự quan tâm của ông đối với các nạn nhân sau đợt mưa lớn gần đây tại Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thăm ngôi trường nằm trong khuôn viên nơi ở tại Bình Nhưỡng vào ngày 16 tháng 8, nơi được chuẩn bị cho các nạn nhân từ các khu vực bị lũ lụt ở các tỉnh Bắc Pyongan, Jagang và Jiangang. Yonhap cho biết, mưa lớn vào cuối tháng 7 đã gây ngập lụt diện rộng dọc theo sông Amnok ở biên giới phía Bắc. Một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc báo cáo số người thiệt mạng hoặc mất tích có thể vượt quá 1.000 người. KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên đã đến ký túc xá vào ngày 25 tháng 4 và quan sát buổi học của những em học sinh từ các khu vực bị lũ lụt, kiểm tra trang thiết bị giáo dục cũng như cơ sở vật chất của trường. Ông Kim nhấn mạnh, cần phải đảm bảo rằng các em học sinh học tập tốt trong quá trình phục hồi sau thiệt hại do lũ lụt, đồng thời tổ chức một lịch trình đa dạng để thời gian ở Bình Nhưỡng của các em trở thành một kỷ niệm thú vị và đáng nhớ. Trong một bản tin đặc biệt khác, KCNA cũng cho hay, Trẻ em và những người khác từ các khu vực bị lũ lụt đã có khoảng thời gian vui chơi thỏa thích tại các công viên nước Munsu và Rungna ở Bình Nhưỡng. Tuần trước, trong chuyến thăm tới huyện Uju ở Bắc Phiong Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp gỡ các nạn nhân lũ lụt đang ở trong một nơi trú ẩn tạm thời và hứa sẽ đưa họ đến Bình Nhưỡng. Hơn 13.000 nạn nhân, bao gồm trẻ em, người già cũng như người bệnh, đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 8 và được cung cấp chỗ ở ngoài ra cũng trong tuần trước ông Kim Jong Un đã cam kết hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài thực tế là ông từ chối viện trợ quốc tế cũng như đề nghị hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt từ phía Hàn Quốc thưa quý vị Quốc hội Thái Lan hôm 16 tháng 8 đã chính thức bầu Petromchan Sinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra làm thủ tướng tiếp theo của quốc gia này theo đó bà Petromchan 37 tuổi không chỉ là người trẻ tuổi nhất đảm nhận vị trí thủ tướng, mà còn là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan, sau người cô của mình, bà Jinlok Sinawacha. Bà Petong Tham được đề cử làm ứng viên duy nhất của đảng Pheo Thai sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định lật đổ cựu thủ tướng Srettha Thavisin vào tuần trước. Quyết định này đã làm dấy lên sự không ổn định chính trị và lo ngại về sự xói mòn quyền dân chủ tại Thái Lan. Bà Pe Thong Thanh giành được 319 phiếu trong Hạ Viện và cần sự phê chuẩn của vua Maha Vajiralongkorn trước khi chính thức nhậm chức và bổ nhiệm nội các. Bà Pe Thong Thanh là con gái Úc của cựu thủ tướng Thạc xỉn Sinawaj, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và sau đó đã sống lưu vong suốt hơn 15 năm. Sự trở lại của ông Thạc vào tháng 8 năm ngoái trùng hợp với việc ông Streta được bổ nhiệm làm thủ tướng. Nhiều người cho rằng việc bổ nhiệm ông Srettha khi đó là kết quả của một thỏa thuận giữa ông Thạc Sĩn với các lực lượng chính trị cầm quyền ở Thái Lan. Tuy nhiên, ông Thạc Sĩn đã bác bỏ việc này. Cựu Thủ tướng Thaksin và dòng họ Shinawatra đã từng chi phối chính trị Thái Lan suốt hai thập kỷ qua, với các chính sách kinh tế và chủ nghĩa dân túy mạnh mẽ. Trong khi thời Thaksin đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì quyền lực do các cuộc đảo chính và quyết định của tòa án, thì đến thời của con gái ông, bà Petongtham hiện phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là điều hành đất nước trong bối cảnh chính trị bất ổn. Sự kiện cựu thủ tướng Strafah bị cách chức đã làm nổi bật sự bất đồng giữa các đảng phái chính trị và chế độ bảo thủ Thái Lan, gồm các nhân vật quân đội, hoàng gia và doanh nhân. Các đảng liên minh với nhà Cinnerwatch đã thường xuyên bị lật đổ hoặc buộc phải rút lui do các cáo buộc đảo chính hoặc quyết định của tòa án. Cô của bà Tan là jean cũng đã bị lật đổ trước khi quân đội nắm quyền vào cuộc đảo chính năm 2014. Bà Tan đã thể hiện sự tự tin và quyết tâm trong các phát biểu của mình sau khi được bầu làm thủ tướng, hứa hẹn sẽ làm hết sức mình để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Dù là một chính trị gia mới vào chính trường, bà đã làm dậy sóng truyền thông quốc tế khi sinh con chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử vào tháng 5 năm ngoái và đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch bầu cử của đảng Phêu Thai. Với việc bà Bè Tong chuẩn bị bước vào vị trí thủ tướng, các nhà quan sát cho rằng bà sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ các nhóm bảo thủ và sự bất ổn chính trị kéo dài. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà Bè Tong Tan làm thủ tướng cũng mở ra một chương mới cho chính trị Thái Lan, đánh dấu một sự chuyển giao quyền lực trong bối cảnh đầy biến động và tạo ra hy vọng mới cho sự ổn định và cải cách. Thưa quý vị, giữa cái nóng oi ả như đổ lửa ở vùng Ban Khan, một bản giao hưởng kỳ diệu lại vang lên. Những bậc thang đá trắng như bằng phím khổng lồ, nơi đại dương tự viết nên những bản nhạc tuyệt vời. Mỗi cơn sóng vỗ, mỗi ngọn gió thổi đều mang đến những âm thanh độc đáo, hòa quyện thành một bản giao hưởng chỉ có thể tìm thấy ở thành phố Zada của Krastia tại Zada, đại dương như một nhạc sĩ tài ba, sử dụng những bậc thang đá làm phím đàn và cùng hòa âm thành những bản nhạc du dương trầm bổng. Theo Reuters, đây là tác phẩm nghệ thuật độc đáo của kiến trúc sư nổi tiếng và tài ba Nikola Basic. Ông đã khéo léo xây dựng một hệ thống buồn cộng hưởng phức tạp, được giấu kín dưới những bậc thang đá, biến chúng thành một cây đàn khổng lồ, nơi thiên nhiên và nghệ thuật hòa quyện một cách hoàn hảo những giai điệu của đàn organ biển trôi chảy như những con sóng, nhẹ nhàng như một bản nhạc thiền đầy thư thái, không bao giờ lặp lại, luôn mang đến những bất ngờ thú vị. Eva ben Benkun, người đứng đầu hội đồng du lịch Zada chia sẻ với âm thanh thiền định của đàn organ biển, bờ biển này đã trở thành một không gian thư giãn tuyệt vời, thu hút đông đảo du khách. Du khách có thể thả hồn theo những giai điệu du dương, trầm bổng như tiếng thì thầm của đại dương, tìm lại sự bình yên và cân bằng giữa thiên nhiên. Với dự án tái thiết bờ biển Zada năm 2005, kiến trúc sư tài ba Pasik đã góp phần tái tạo không gian công cộng của thành phố với chiếc đàn organ biển độc đáo, một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa sức sáng tạo vô tận của con người và thiên nhiên. Boteles của Slovenia hôm 15 tháng 8 đã hóa thành sang diễn khổng lồ khi hàng trăm máy bay điều khiển từ xa với đủ màu sắc thi nhau khoe tài, tạo nên một bức tranh sống động. Mỗi năm, sự kiện này lại thu hút đông đảo người tham gia, biến Les trở thành thiên đường của những người yêu thích máy bay mô hình. Ban tổ chức sự kiện tiết lộ, cứ mỗi năm, hơn 1.500 du khách từ khắp trong và ngoài nước sẽ có mặt tại Les để chiêm ngưỡng những màn trình diễn ngoạn mục của các phi công và khám phá những mô hình máy bay độc đáo được chế tác bởi chính những người tham gia. Triển lãm năm nay đã mang đến một trải nghiệm khó quên cho những người yêu thích máy bay mô hình khi giới thiệu cả những mẫu phi cơ kinh điển như F-86 Sabre từng oanh liệt bầu trời Nam Tư sau chiến tranh hay những mẫu máy bay tương lai như Futura với thiết kế độc đáo lần đầu tiên được trình làng. Ông Matthias Blanischek, chủ tịch câu lạc bộ cho biết những chiếc máy bay mô hình tỷ lệ 1-3 với sải cánh ấn tượng 3m đã trở thành ngôi sao sáng nhất của triển lãm năm nay, thu hút sự ngưỡng mộ của đông đảo người xem bởi kích thước đồ sộ và độ chân thực của chúng. Reuters sản lượng xoay Ai Cập đã bùng nổ trong mùa này, vượt xa các năm trước nhờ hiệu ứng bất ngờ từ biến đổi khí hậu hứa hẹn một vụ mùa kỷ lục và giá cả phải chăng hơn. Không khí lao động hối hả bao trùm các vườn xoài Ismailia. Những người nông dân khéo léo sử dụng các loại dụng cụ truyền thống và hiện đại để thu hoạch xoài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những trái xoài căng mọng được chuyển đi khắp nơi, góp phần làm giàu cho địa phương và khẳng định vị thế của Ismailia như một trong những vùng trồng xoài nổi tiếng nhất Ai Cập. Theo Ramadan Ahmed Mamou, chủ một trong những trang trại Mọi người đã làm việc rất tích cực từ đầu mùa vụ đến nay, với kỳ vọng năm nay vụ mùa sẽ kết thúc nhanh chóng do nhu cầu cao và sản lượng tăng. Các trang trại trồng xoài của Ai Cập được coi là một trong những trang trại trồng xoài tốt nhất thế giới, là loại cây trồng xuất khẩu chiến lược quan trọng ở quốc gia Bắc Phi này. Kỹ sư nông nghiệp Samer Hussein khẳng định rằng, việc đưa các giống xoài nước ngoài vào trồng tại Ai Cập đã mang lại hiệu quả vượt trội, giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và ổn định giá cả trên thị trường. Mùa xoài ở Ai Cập thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, dự kiến sản lượng năm nay sẽ rất hứa hẹn, trái ngược với những năm trước do thách thức về thời tiết. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế hôm nay. Ngọc Quốc và ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những kỳ phát sóng tiếp theo.